Hello, xin chào các bạn nha. Đây, mình đã phát hiện ra con kỳ dâu. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem nhé. Đây. Con này thì chắc có vẻ nó hơi nó đơn giản này các bạn. Đây, sẽ quay thật kỹ các bạn xem nha. Đó, con này con kỳ dâu đực này các bạn. Con thấy trên cổ với trên lưng nó có vẻ như nó xù xì hơn các bạn. Từ cực trái các bạn. Đây. Này thì nói chung là cũng tương đối nha các bạn. Này mình quay từ nãy giờ mà nó ửng hết, nó ửng hết da rồi đó, đó. Ngầu ngầu các bạn đó. Thật là tuyệt vời nha các bạn. Này mấy con này dễ chịu hơn các bạn. Đây mình lấy ngón tay mình sờ nó thử xem nha các bạn. Đó các bạn. Đó. Chơi với Thiêu đi các bạn. Bye bye.